Annyeonghaseyo. Ok, xin chào các bạn đã đến với những video chia sẻ và giải đáp các thắc mắc tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ đến với một câu hỏi rất là hay của bạn có tên trên comment cho mình, đó là bạn Ngọc Hoàng. Nghe tên cao húy, câu thứ là cao húy. Bạn Ngọc Hoàng: thầy ơi, có cách luyện giọng pha, giọng ốc dày hơn hay không? Giọng pha, giọng ốc dày hơn hay không? Em lên giọng pha mỏng quá, bị ché. À, có. có cách. Luôn luôn có cách. Ai đặt câu hỏi cho mình thì mình sẽ luôn luôn có cách. Và nếu không có cách thì mình xin khất lại một thời gian để mình suy nghĩ. Cái gì nó cũng sẽ có cách. Không bao giờ là không thể. Ok. Vấn đề của Ngọc Hoàng mình giải quyết sẽ rất là dễ đơn giản thôi ha. Chào Ngọc Hoàng và chào tất cả mọi người. Giọng pha và giọng ốc mà muốn dày hơn thì phải tập thêm cho mình hai kỹ thuật. Thứ nhất là dày hơn nha, là lực nén của hơi thở. Thứ nhất là có thể một phần là do hơi thở của các bạn hơi bị yếu, hoặc là nó không có đều, giống như nó đó, hơi nó không có đều, nó lúc thì dày, lúc thì nó không có một cái lực nén để cho giọng giống như mà xì bong bóng á. Bạn thổi bong bóng xì bự ra, xong rồi bạn bóp nè, bạn thả một cái vừa lực vừa phải thôi để cho nó ra đều và đẹp. Còn không, bạn bóp một phát, một là nó xịt, rồi bóp lại cái xịt, rồi bóp hết hơi, nó là vậy thôi. Thấy không? Với cái lực nén của hơi của mình, cái hơi của mình á, nó phải đều, nó phải đẹp, nó phải mạnh, nó phải đủ mạnh thì giọng pha với giọng ốc mới ok. Bởi vì giọng pha với giọng ốc là một cái loại giọng mà nó gọi là, nếu mà bạn tập nhuần nhuyễn đó thì nó sẽ mất nhiều cái calo trong cơ thể lắm. Còn mà đúng rồi, bởi vì giọng pha giọng ốc thường là sẽ chinh phục các nốt nhạc cao ha. Rồi ok, thì tập ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là một cách, đó là tập xì hơi. Xì nó đơn giản thôi, xì mục đích của nó là làm cho cái hơi của mình đầu tiên là đều, bước một là đều, cái thứ hai là tăng dần cái lực nén của hơi, nén nhưng mà nó vẫn đều, cái đó là tập kỹ thuật nha, để lực nén càng chặt, giống như là bạn đẩy một gồng lên đó thì nó phải có cái lực nén nhưng mà nó phải vẫn đều hơi chứ nó không bị tịt hơi, giống như là đầu bong bóng mà mình bóp lại luôn á là nó bị tịt hơi ha. Mình phải mở một cái nhỏ xíu đó. Đó, vậy đó. Rồi ok, thì mình sẽ chỉ các bạn đầu tiên bước một là để đều thì các bạn cứ giữ lưỡi ngay đầu răng và các bạn xì nhẹ thôi. Cố gắng làm sao mà để cho cái hơi của mình nó luôn đều. Nếu mà nó không đều thì mình phải giữ nó lại. Nó đừng có bị thoát ra một cách quá nhiều hơi á. Đó, đó là tập lực nén. Thứ nhất là tập lực nén cho nó đều. Các bạn cũng không cần quá gồng, quá mạnh, gồng vừa vừa thôi. Nhưng mà phải giữ nó lại để cho nó đừng có xì nhiều quá mà nó phải đều. Đó, tập cái này là tập luôn cái cơ hoành, tập luôn cái cơ, cái cơ thể mình nó vận động về cái cơ, cái hơi ha. Rồi, thứ hai của cái hơi đó là các bạn tập tăng dần cái lực nén lên. Bạn dùng cái hơi mạnh hơn, bạn kéo lên. Đấy là cái bạn gồng lên. Nhưng mà nó vẫn thoát hơi. Bạn gồng, bạn đẩy lực nén, bạn siết chặt cái cơ hoành, siết chặt cơ thể lại để mình đẩy hơi mà. Nhưng mà cái hơi nó vẫn đều. Chứ nó không có bị tịt. Đó là cái cách mà bạn tập làm sao đấy. Khi mà bạn càng nén mạnh thì nó vẫn phải có một cái lượng hơi rất là đều đưa ra.
Thì tập 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, cứ tập mỗi ngày như vậy tầm khoảng 10 phút, 5 phút rảnh lúc nào trong toilet cũng được, hay là đang nằm nghỉ ngơi tối trước khi ngủ hoặc là sáng khi ngủ dậy cứ tập 5 phút hay 2 phút, 3 phút thì cũng được. Đó, cứ xì tập riết là tự động các bạn sẽ có một cái thói quen về lực nén của hơi vậy thôi. Nhớ nha, luôn đều không bị tẹt nha. Rồi ok. Đây là những bài tập rất là cơ bản. Được rồi. Thứ hai là bước thứ hai. Cái nào hồi nãy nói về lực nén của hơi. Bây giờ mình sẽ nói về cái giọng ốc và giọng pha của bạn á. Phải cố gắng là có cái chest voice trong đó, cái giọng ngực á. Phải cố gắng neo lại cái chest voice, đừng để mất. Thì cái đó mình sẽ tập, tại vì cái chest voice là cái tần số thấp á, nó làm cho giọng mình dày hơn á. À, giọng như thì thường thường có một cái thói quen là bạn chuyển hơi, là bạn chuyển hết lên luôn phần giọng ốc với giọng pha luôn, rồi nó mất tiêu luôn, nó như này nè, nó mất tiêu luôn cái giọng ngực của người ta rồi. Cái này là giọng ốc, giọng ốc nè, cái giọng pha nó cũng như vậy là mất tiêu luôn. Thì các bạn phải cố gắng làm sao mà các bạn neo lại cái giọng ngực của mình mất tiêu luôn. Na 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 na. Đó, vậy thôi. Rất là đơn giản, bạn phải neo lại được cái giọng ngực của mình. Chứ đừng có như vậy mà phải gắng neo lại nó một chút mà đẩy nó lên cao thì nó mới ra được cái giọng nó giọng mà pha với lại giọng ốc nó chắc, nó dày ha. Ok, đó mình có làm mẫu rồi. Thì cái mình có rất là nhiều các bài hướng dẫn về giọng pha, giọng ốc trong quá khứ và sắp tới. Thì các bạn cứ like kênh của mình và cứ tiếp tục theo dõi thêm nếu mà các bạn muốn nghiên cứu về giọng, các loại giọng và làm sao để cho mình hát hay hơn. Đó thì các bạn cứ đăng ký kênh của mình đi, rồi các bạn sẽ có được cái đó. Mình sẽ để video chia sẻ về các giọng pha cuối clip, thì các bạn sẽ nhớ bấm vào coi nha. Rồi ok. Rồi cái vấn đề này nó mới căng nè. À, cái này hồi nãy là hai cái cách để mình chỉ cho các bạn nha, là đầu tiên là giọng pha giọng ốc vậy hơn. Đó thì mình nói là hai cách đó, là nén được nén hơi là phải có đủ hơi đó, không có đủ hơi là coi như xong. Và tiếp theo là phải có neo lại cái giọng ngực nữa, chứ không nói là nó ra cái giọng này là coi như là mất tiêu luôn cái giọng hát voi, là giọng chết voi luôn là thua đó. Cái này người ta sử dụng là giọng giọng gì thì các bạn từ từ nghiên cứu tiếp nha. Rồi ok, rồi tiếp theo mình sẽ nói tới cái vấn đề bạn hỏi tiếp theo là em lên giọng pha mỏng quá bị ché. Bị ché là giọng, bị ché là giọng sao không hiểu được, mình vẫn chưa hình dung được cái ché của bạn là như thế nào. Đó thì các bạn bạn có thể là các bạn 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 gửi bạn đăng vào ở dưới á, có cái phần tờ mô tả của mình đó, bạn đăng ký vào cái trang của mình, rồi sau đó bạn gửi video cho mình, bạn hát thử xem coi ché của bạn là như thế nào. Tại vì mình phải nghe mình mới biết được là mình sẽ đưa ra những cái đóng góp nó chính xác hơn. À, dạy giọng ché thì cũng có nhiều nguyên nhân, nhiều lý do lắm, nhưng mà thường ok, thường á thì giọng của bạn ché là do bạn sử dụng giọng chest voice nhiều quá nên bạn bị gồng, đâm ra là các âm thanh của bạn bị chèn ép á, và nó không tự nhiên á, thì nó tạo nên cái giọng nghe rất là khó chịu đó, nó rất là khó chịu. Và cái này nó không có sử dụng trong bài hát những cái bản ballad hay là những cái bản nhạc tình cảm được đó. Thì cái có thể là như vậy thôi, nhưng mà cũng quan trọng nhất là bạn hãy gửi clip cho mình xem nha. Rồi nhưng mà do cái thể là do bạn hát gồng quá đấy, thì các bạn bạn mà muốn tập mix voice giọng pha này hoặc giọng hát voice hay là hát làm sao để cho nó hay hơn, thì bạn hãy tiếp tục thêm theo dõi kênh của mình. Chia sẻ, nếu mà thấy thích thì hãy chia sẻ các video này đến cho mọi người, và cùng nhau chúng ta sẽ có những cái câu hỏi hay hơn nữa. Trước mắt là như vậy ha. Cảm ơn các bạn Ngọc Hoàng rất nhiều, và cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo.
hay hơn. Chúc các bạn một ngày thật là hạnh phúc và vui vẻ và càng hát hay hơn nữa nha.